Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn con sới săn do mò 182 loài này hàng nghỉ địa. Con này dành để sới định mương, sới rãnh này, định mương rãnh mà cho bóng nước đồ ok hết. Lên xuống cao thấp đều được hết, nói chung con này còn đẹp cũng khoảng 80%. Đây mình giới thiệu thêm một con nữa là sấy thành công. Con này là con Mitsubishi, mình là sấy trồng rau. Còn lưỡi nó nếu bạn nào mua thì mình gắn là lưỡi mới luôn. Con này mới thì 90% rồi. Công bọc rồi hết.